mà có ai như này các bạn, cái cây son mới, có cái cây son mới nào mà nó bị bay mất cái đầu đi không các bạn, và nó trầy trụa và nó như này các bạn ơi nè. Các bạn coi cái góc này thấy không, cái góc son nó bị hỏng lên một khúc luôn nè nha các bạn, thật là khủng khủng khiếp. Thật là khủng khiếp các bạn ơi. Ơi thôi, mình quay cái video này tới đây là kết thúc nha các bạn. Và bạn nào mà có muốn mua những cái mẫu son như thế này, đây đây đây, 12 cây rất là ok, rất rất là đẹp xịn sò luôn, nhưng mà khui ra cái má hết hồn luôn. Đấy, bạn nào còn ý định mua cái son của những cái con mũ bán livestream á thì nên suy nghĩ lại. Thôi, bây giờ mình chào các bạn nha. Các bạn nhớ xem và like cho mình một like và cho mình một subscribe để mình có động lực để làm thêm những video tiếp theo nha. Rồi xin chào các bạn.